chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc loa sub điện đến từ hãng Đà Nông, model là DFWK11. Chiếc loa sub điện này thì nó sẽ có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với những cái bộ dàn mini nha anh em. Em hỗ trợ thẳng bass trong những bộ dàn. Và nó sẽ thiết kế bao gồm hai loa bass 12 cm, thiết kế theo dạng push-pull. Đây là một trong những thiết kế độc đáo của hãng Đà Nông, với một cái viền lo lòi ra và một cái viền lo lõm vào nha. Và nó sẽ hỗ trợ các tầng từ 50Hz cho tới 200Hz. Chức năng điều chỉnh volume. Về kích thước chiều ngang của loa, chiều ngang là 160mm và chiều cao là 340mm, chiều sâu là 258mm. Điện áp 100V và công suất của nó là 32W. Trọng lượng là 6,1kg. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn âm thanh để em thưởng thức về cái tiếng trầm của chiếc loa sub điện Đà Nông DFWK11. Rồi chỉnh các tầng luôn nha anh em. Anh em có thể chỉnh tần số bass theo ý muốn của mình và nó sẽ hỗ trợ âm trầm cho cái bộ dàn. Anh em có thể dễ dàng phối ghép với những cái bộ dàn mini nhỏ gọn trong những cái phòng ngủ, tiếng rất hay nha anh em. Rồi lo về trong tình trạng là đẹp góc cạnh hết luôn nha. Đây là cái lưới nha. Lưới phần dưới nha, có chữ Đà Nông. Và đây là lưới phần trên. Thiết kế màu vân gỗ rất là đẹp nha, góc cạnh đẹp hết. Các tiếng loa còn rất là đẹp nha anh em. Đẹp góc cạnh hết. Đà Nông DFWK11, điện áp 100V và công suất là 32W. Một cái viền là lồi ra, một cái viền là lõm vào nha. Thông số kỹ thuật của chiếc loa sub điện Đà Nông DFWK11 với cái giá xuất xưởng lên tới là 18.000 yên. Sử dụng hai loa trầm tán theo kiểu push-pull, hai loa bass là 12 cm. Dải tần từ 50Hz đến 200Hz. Thiết kế màu vân gỗ. Hai loa bass 12 cm. Công suất đỉnh là 40W. Điện áp 100V. Công suất tiêu thụ điện là 32W. Với kích thước chiều rộng là 160mm, chiều cao 340mm và chiều sâu là 258mm, trọng lượng là 6,1kg. Với chiếc loa sub điện Đà Nông DFWK11, thiết kế nhỏ gọn, hai loa bass 12cm, anh em có thể tăng cường âm bass trong những cái bộ dàn mini cũng như là trưng bày rất là đẹp nha. Và với chiếc loa sub điện này thì em sẽ bán với giá là 1.200.000 đồng, giá trung bình gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.